Hello. Hôm nay Lisa lên cái nick của em Hoàng Kiều Linh. Bởi vì cái nick Lisa Đậu Phụ, không biết em đăng cái gì mà chị lên cũng không có được. Cái nick của vấn đề là kêu bằng à. Cái nick của ai? Cái nick của Jenny Trần, Lisa cũng không lên được. Cho nên Lisa tạm thời lên cái nick của em Hoàng Kiều Linh. Cảm ơn Hoàng Kiều Linh cho chị mượn cái nick. Tất cả mọi người hãy nên share cái nick này, xây cái nick này và thêm nó vô trong Lisa Phạm dùm cho Lisa để mọi người vào coi cho nó nhiều hơn. Tại vì ở bên Lisa Phạm thì rất là đông, rất là nhiều người vào xem. Cho nên chị đành phải lên cái nick này nha. Rồi, hôm nay là ngày Chủ nhật 28 tây tháng Giêng năm 2018. Chương trình khai dân trí bắt đầu. Trước khi vào chương trình khai dân trí vào ngày Chủ nhật 28 tây tháng Giêng năm 2018 thì Lisa kính mời toàn thể quý vị và các bạn thân mến hãy nghe một bài nhạc, đó là Tình Thức Đi. Tình Thức Đi. Tình thức đi, tình thức đi, quê hương chúng ta chìm trong khói lửa. Giặc ngoài bang đem quân sang tàn phá non sông. Hoàng Trường Sa nước bao la giờ đây đâu rồi? Rừng núi xanh bạt ngàn nay chẳng còn chi. Quê hương ơi, Việt Nam. Chén cơm chan nước mắt ngậm ngùi, con cháu ta cuộc sống dập vùi, mẹ Việt Nam buồn lắm anh ơi. Đúng vậy, tỉnh thức đi các bạn ơi. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, 4000 năm con cháu lạc hồng, giọt lệ nóng sục sôi hơn tâm, mẹ Việt Nam dòng máu tiên rồng, mẹ Việt Nam dòng máu. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, Bắc Trung Nam cùng chung một lòng, quyết đứng lên dẹp tan giặc thù, đòi công lý tự do nhân quyền, cùng đứng lên đáp lời sông núi. Mời các bạn xem và thay vào cái tường của Lisa Phạm nha, cho mọi người vào xem. Tình thức đi, người ta hỏi gì? Phá cùng công công nô độc. Và những người nào đó là giỏi đó sâu lại trực tiếp quyết qua một lòng bảo vệ biên cương, chúng ta cùng dừng lại quê hương. Rồi,
Lisa xin cảm ơn toàn bộ quý vị và các bạn đã đến với chương trình Khai Dân Trí. Bản tin đầu tiên mà ngày hôm nay Lisa muốn gửi đến cho các bạn đó là một bản tin tuyệt mật mà chúng ta đã thành công. Các bạn tặng nhiều cành hoa, Lisa không thể thổ lộ được bởi vì bản tin này rất là quan trọng. Nhưng mà Lisa chỉ nói sơ cho các bạn biết. Một trung tá đội trưởng tham mưu tổng hợp của lũ côn đồ công an huyện Cây Lậy đã bị chết bất đắc kỳ tử. Sau khi toàn bộ người dân đang chuẩn bị tung hô và ăn mừng chiến thắng đá banh, thì ngày 27 tháng 1 2018, lũ công an huyện Cây Lậy Tiền Giang đã chính thức xác nhận cái chết lạ kỳ của một thằng trung tá Nguyễn Thanh Tùng, đội trưởng đội tham mưu tổng hợp của lũ côn đồ công an huyện Cây Lậy Tiền Giang. Vào chiều ngày 23 tháng 1 2018, thằng trung tá côn đồ công an này khi đang đi xe máy ở xã Long Khách, thị xã Cây Lậy, thì chợt nhiên có hai thanh niên lạ mặt đã đi xe máy từ phía sau. Và sau khi hai chiến sĩ lạ mặt này đi xe máy phía sau vượt lên và đã va chạm vào chiếc xe của thằng trung tá. Nhưng không có chuyện gì xảy ra, sao câu chuyện cũng dừng lại tại đó. Điều kỳ lạ là sau đó sức khỏe của thằng Tùng chợt nhiên có dấu hiệu bất thường, bị trúng một chất kịch độc, phải đưa lên thành phố Hồ Chí Minh để mà điều trị. Nhưng mà đến tối ngày 26 tháng 1 năm 2018 thì bọt mép của thằng trung tá này đã sôi lên và trào ra, và đặc biệt là nó đã ngã lăn đùng ra và tử vong. Đã chết mẹ rồi, tối nhớ gặp tao nha. Không hiểu cái chết bất thường, bất đắc kỳ tử của thằng trung tá, đội trưởng tham mưu tổng hợp của lũ côn đồ công an huyện Cây Lậy có liên quan gì đến những chuyện hỗn loạn, hỗn tạp xung quanh ở chuyện bót Cây Lậy hay không? Đây là một dấu hỏi to lớn và mọi người cũng đang đặt nghi vấn và không tìm được hai người thanh niên lạ mặt đã làm những cái gì, đã thoa vào tai hoặc đã làm cái gì mà đụng vào da thịt của thằng trung tá này thì nó lại bị có dấu hiệu bất thường và chết kỳ lạ như vậy. Xung quanh chuyện bót Cây Lậy là một dấu chấm hỏi khổng lồ. Quảng Ninh làm trò hề chị Lisa ơi, đòi đưa dự án xây đường hầm xuyên qua biển. Thật là một trò hề nực cười của lũ đảng đĩ, khỉ, gu dốt ở trong rừng rậm chui ra khi đưa ra dự án mới đòi xây đường hầm xuyên qua vịnh Cửa Lục, thành phố Hạ Long. Nguyên nhân là chỉ vì cái cầu bãi trái vừa mới được xây dựng xong và đưa vào hoạt động từ đầu năm 2007 mà chỉ 10 năm sau đã bị quá tải và xuống dốc. Điều này đủ để chứng minh sự ngu dốt của lũ khỉ con cháu thằng Hồ Chí Minh rừng rú. Khi xây một cây cầu vĩ đại với trên 20 năm thiết kế, lên kế hoạch và sử dụng, đưa vào sử dụng thì chưa đầy một năm nó đã quá tải. Ba sạc đã đốt trụi xe đầu kéo container chở đầy hàng hóa của tàu khi qua đèo Cù Mông. Lợi dụng tốc độ chậm của một chiếc xe container khi đang leo đèo Cù Mông, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Vào trưa 26 tháng 1 năm 2018, các chiến sĩ ba sạch tại đây đã nhanh chóng ra tay phát quà chiếc xe container này với một chai xăng đã chuẩn bị sẵn. Sau một tiếng đớp, một vật lạ đã đâm vào đầu xe. Thì ngọn lửa đã bốc lên và cháy lớn một cách kỳ lạ, bao trùm cả đầu xe. Chỉ khoảng 15 phút sau đó, toàn bộ đầu máy của xe kéo đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Tất cả những người đang vào và để xem xét điều tra nguyên nhân tử vong của một trung tá đã bị hai thanh niên rải một chất bột kịch độc. Đây là hình ảnh của trung tá đã chết rồi. Đây là bàn chân đã dán một tờ giấy để mà điều tra. Báo chí cũng đã đăng lên.
Lisa thông báo cho toàn bộ quý vị và các bạn hiểu và biết được. Rồi, cảm ơn những chiến sĩ đã âm thầm trong bóng đêm để mà hành động. Trời ơi chị Lisa ơi, lời nói của chị quả thật không sai. Chị ơi là chị tiên đoán như thần, em phục chị sát đất. Bây giờ nó lừa đảo rồi chị ơi là... Trong khi đó thì có một tin không được vui lắm, đó là gần 200 cổ động viên Việt Nam đã không thể có mặt tại Thường Châu, Trung Quốc ngày hôm nay để có thể chứng kiến tận mắt hình ảnh đội tuyển quốc gia thi đấu tại trận chung kết, dù đã đặt tour với giá là 14 triệu đồng một người. Trời ơi, 14 triệu đồng, 200 triệu đồng. Là bởi công ty du lịch chúng ta tổ chức tour này có dấu hiệu lừa đảo. Lừa đảo? Bỏ thật chưa? Bỏ thật chưa? Tư Trang, áo cờ đỏ sao vàng, băng rôn và một tình yêu bóng đá. Đúng ra những cổ động viên này đang phải có mặt ở Trung Quốc để hòa cùng hàng nghìn những cổ động viên khác cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết U23 châu Á. Thế nhưng trái lại họ bị gạt mẹ đó hết trơn rồi, bỏ tật đó, không nghe Lisa. Rồi bây giờ nè, có dấu hiệu. Bây giờ hỏi nha, bây giờ lừa đảo luôn, gom tiền xong rồi. Lúc đầu tiên ấy là em bảo rằng là bọn em là liên minh group đúng không? Bọn em tổ chức là 300 người đúng không? Lừa bọn anh thì sang bên Nam Ninh này bảo đi xuống đây. Ai nhá, em để nói chuyện. Tổ chức 300 người đi qua đúng không? Bây giờ Thường Châu mà bây giờ mẹ nó ra nó bỏ cho những này là đi ra cửa khẩu không có visa mẹ cho nó đi lân tôn về. Chị ơi, cộng đồng ở tại Úc Châu đã đạp nát cái cầu máu lờ. Kính chào quý vị khán giả của đài SBTN. Lợi dụng trận túc cầu châu Á U23, một nhóm thân cộng cùng với một số du học sinh từ Việt Nam dự định tổ chức buổi xem trực tiếp truyền hình tại vài thành phố của Úc Châu. Cục cái này khốn nạn vậy đó. Chị Năm á, là chị Năm chị mới chụp lá cờ, chụp lá cờ nó thì nó giật đẩy cho nó xô chị Năm ra là cái đám cộng sản chú Hải nhào tới nữa thì tôi cũng nhào tới chó này mà nó âm mưu nó đem cầu máu lờ qua để làm xô. Các bạn thấy đó, giờ càng ngày âm mưu của nó bị ấy. Đại diện quốc gia cái gì mẹ nó ra, người dân bây giờ ở tại Úc Châu các bạn coi nè, người ta mạnh dạn lắm, người ta đâu có sợ nữa đâu. Như thế nào và nếu mà có những cái sự treo cờ thì chúng tôi sẽ cố gắng làm sao mà để cho cái chuyện nó sẽ không xảy ra. Mình tính hộ người Việt, tinh thần người Việt Nam, chứ không phải là cái chuyện mà cộng sản hay là không cộng sản hay là vấn đề gì đó. Đó là cái quan điểm. Đây là cầu máu lồn. Nó bắt đầu đem cờ ra để đạp lên, các bạn thấy không? Ừ, đạp lên, đĩa lên cho Lisa. Đó. Đem những cái cầu máu tháng ra đó, chà lên, đái lên luôn. Lần sau đái lên, đĩa lên cầu máu luôn. Chủ quán cà phê, cộng đồng người Việt tự do New South Wales đã thu được một số lớn cờ cộng sản và dập tắt âm mưu này trước khi trận quốc cờ lên, đái lên, đứa lên cờ lên. Mai Phương, tường trình từ Jakarta xin kính chào quý vị khán giả. Mà đặt em chấp nhận lòng vào, người ta chỉ ủng hộ những cổ động viên Việt Nam U23 thôi, chứ ta không có ủng hộ cái đảng đuổi, không có ủng hộ cái cờ khốn nạn. Anh nói cho em hiểu, anh đến đâu, em làm cho anh em biết rồi, em qua đây em không có là... Không có giỡn mặt đâu, các bạn thấy không? Càng ngày nó càng vấn đề là cái bằng là khốn nạn như vậy. Trời ơi chị ơi, khốn nạn chị ơi. Bắt đầu là ăn mừng xong rồi cảnh sát giao thông rút súng ra để mà chứng tỏ thị phi luôn chị ơi. Ăn mừng đó, banh mẹ rút súng ra luôn. Rút súng ra để bắn chị Thiên. Vui vậy thôi, còn muốn gì nữa. Rừng rút thiệt. Chị ơi là chị, mọi người đi vào để mà xem Facebook. Con đĩ ngựa cô giáo nó bắt mọi em học sinh phải luyện cái điện thoại cha mẹ mình sắp vô trong nước đó chị. Tao mà con tao mà luyện cái kiểu đó tao xé lờ cái con cô giáo này ra. Chứ đó mà đặt. Nè các bạn coi nè. Mấy em đi lên trên mạng Facebook mà thiên đường của xã hội chủ nghĩa, nó kêu từng em một cầm cái điện thoại để mà luyện vô. Các bạn coi nó khốn nạn không? Các bạn coi nó chó đẻ không? Đó. Đó các bạn coi đó. Để con xô nước vậy đó. Nó cho mọi người gặp con tao hả mẹ nó ra tao đập. Tao lên tao xé mày ra, tao xé tan nát mày ra. Ở đó mà mày mất dạy, bọn chó chết, con ngựa.
Chị Lisa ơi, sao mà em không coi được cho chị? Trời ơi, thằng Bảo Phụ nó đăng cái gì không biết nữa, nó bị lóc hoài, chị bực bội quá. Chị kêu nó khoan đăng hả, nó đăng cái gì nó lên giờ lóc hết trơn rồi. Bây giờ chị vô cái nick channel cũng không được luôn. Về Việt Nam ăn Tết bị bè khóa lấy trộm hành lý tại sân bay kìa chị ơi, ở tại Úc Châu đó chị. Ừ, kệ nó, cho nó về Việt Nam nó bị lấy đồ vậy đi. Ông Tây nào đó bị về Việt Nam bị mai 21 mũi chị ơi. Ừ, đó, cho bỏ tật làm sao mà cho đừng ai đi về Việt Nam nữa là chị vui mừng rồi. Nó đăng cái gì đó người ta lóc nó một ngày, ngày mai chị mới vô lại cái nít đậu phụ. Mà ngày mai nếu mà không vô được nữa thì chị cũng tiếp tục ở cái nít Hoàng Kiều Linh này. Em khỏi cần phải hỏi chị nữa nha. Yeah. Ừ. Đó. Nếu nó đăng hoài thì chị vô luôn cái nick này cho chờ tới 15 ngày nữa nó mới là vô cái nick của Lisa Phạm được. Hàng trăm người hâm mộ U23 Việt Nam bị bỏ rơi ở cửa khẩu. Bỏ tật chưa? Vừa ngu là gác chịu. Bán nhà cầm đồ để mà xin cái visa 20 triệu. Rốt cuộc rồi giờ bị bỏ rơi ở cửa khẩu. Các bạn thấy khốn nạn không? Lisa nói rồi mà. Chuyên gia chị ơi, giới chuyên gia cảnh báo Việt Nam đang cạn dần nguồn dầu khí. Bán cho thằng tao mẹ hết trơn. Bán cho thằng tao hết rồi còn gì nữa. Hoài Phương xin kính chào quý vị khán giả của đài SBTN. Lợi dụng trận túc. Chị ơi, nhóm sinh viên chế tạo xe 4 bánh chạy 200 km chỉ hao 1 lít xăng. Mẹ coi chừng nó nắm đầu mẹ nó ra nó cho tù hết trơn vậy. Ở trong thiên đường xã hội chủ nghĩa nhân tài là nó giết á. Các em chuẩn bị đi, thằng Tàu nó qua nó giết á. Chị ơi, là chị quốc tịch Pháp đi qua bên Việt Nam bị một người xe ôm cướp tiền và tấn công, phải khâu lại mười mấy vết chị ơi đó. Du lịch Việt Nam là vậy đó. Chị còn mừng nữa. Chị còn mong cho mẹ nó ra nó giết lót hết luôn những cái người du lịch đó, đừng ai đi vào Việt Nam nữa cho bỏ tật. Bởi vì con cháu của thằng Hồ mà, cho nên nó côn đồ cái giọng của nó là như vậy đó. Các bạn thấy không? Thở đề nai đá banh thua người ta rồi bây giờ về nhà đi vô trang mạng người ta chửi người ta. Trời ơi, ta nói Uzbekistan hả, nó cười mà nó khinh bỉ vô cùng, mà cả thế giới luôn. Thở đề nai đá thua người ta rồi cái bắt đầu là mẹ nó ra đem về nhà, bắt đầu là cái bạn đó là mẹ nó khốn nạn, bắt đầu là cái bạn đó làm xe tan đồ kia, rồi cái bắt đầu ghi toàn là chữ Việt Nam không, bắt đầu là tiễn đưa đội Uzbekistan về nơi an nghỉ cuối cùng. Các bạn coi khốn nạn không đó, chơi dơ vậy đó. Những cái ở trên thế giới quốc tế châu Á người ta đã thua, người ta đâu có cái kiểu như thế này. Chỉ có con cháu của thằng già Hồ là nó như vậy đó đó. Rồi còn một đám á thì bắt đầu là cái bạn đó là biết mẹ thằng lồn của vấn đề là đội Uzbekistan số 11 đá vô cái trái banh phút cuối cùng, bắt đầu nó cầm băng rôm lên nó viết chữ có bắt đầu là cái bạn Uzbekistan để mà chửi con người ta. Các bạn coi đó, con cháu thằng Hồ Chí Minh nó nhục nhã vậy đó, khốn nạn dễ sợ thiệt. Mà chị đã nói rồi, hôm qua nó có nhiều em ở bên Việt Nam vào hỏi chị ơi, chị phải nói cái gì đó để lấy lại công đạo cho những cái anh em đội tuyển U23. Chị mới vô trong Hiệp hội Châu Á chị nói chuyện. Chị nói là cái đội tuyển 23 là người Việt Nam. Người ta là ở trong cái nước mà gần xích đạo, từ đó tới giờ người ta chưa bao giờ đá banh ở những cái sân tuyết. Thì tại sao mà lại cho người ta đứng đây là chọn cái ngày tuyết như vậy, sao không quỷ? Gửi công văn cho Lisa, các bạn biết sao không? Nó nói là tại vì cái lũ mà vấn đề là Cộng sản Việt Nam, cái lũ đại diện Việt Nam không chịu quỷ. Thì bây giờ nó không chịu quỷ thì kể như là bây giờ cái đội Trung Á là đội Uzbekistan, người ta đã đá ở dưới trời tuyết. Người ta không có cho, không định người ta hỏi ý kiến của hai đội. Thì bây giờ hỏi cái đội của vấn đề là Trung Á thì đội Trung Á nó nói ok, nó đá. Mà nếu Việt Nam mà nói ừ bây giờ đội của tôi không có chịu đá để dời qua ngày khác, thì người ta sẵn sàng, người ta nói là vì thời tiết người ta bỏ để người ta chuẩn bị trong cái lịch trình để mà thi đấu giành cúp vàng. Nhưng mà cái lũ cộng sản chỉ có khôn nhà dạy chợ, ở trong nước mất dạy, nhưng mà đi ra ngoài, ở ngoài thế giới thì cụp đuôi. Hễ mà thằng Uzbekistan mà nói ok tôi không xin nhơ chứ tôi cũng vẫn đi ra sân, thì cổ động viên của vấn đề là Việt Nam cũng ào ạt đi ra sân đá. Thì các bạn thấy, các bạn biết rõ rồi, các bạn đã coi trực tiếp ở trên cái trận đá banh các bạn thấy rồi. Nó áp đảo như
như thế nào. Và những người mà cầu thủ của Việt Nam U23 này đâu có đứng ngoài cái thời tiết lạnh như vậy được. Cho nên đành phải những lời là cố thủ. Mà cố thủ cứ để cho người ta đá vô mình không. Lisa mới nói hôm qua. Rồi Lisa hỏi vậy chứ là bây giờ có thể là không công nhận nó không được. Tại vì Việt Nam đâu có nói trước đâu. Việt Nam đã đồng ý đi ra đá rồi. Và đồng ý trao huy chương vàng rồi. Là bây giờ không có xin mà không có khiếu nại mẹ cho nó. Tức là bây giờ là kể như là vô địch châu Á là toàn thế giới biết là Uzbekistan. Vậy thôi. Bởi vì phải nói là nói ngay từ đầu. Giống như là hai con gà đem ra ngoài. Nếu mà anh cảm thấy con gà anh hoặc là cái sân ướt anh không chịu đá thì không thì sẽ chờ cho khô đá. Còn anh đã đồng ý đá rồi thì hên xui. Anh thua rồi thì gác chịu. Thì thôi tôi chấp nhận thua đi. Làm cái chuyện như vậy. Rồi sau khi mà đã thua rồi thì bây giờ đảng Mỹ Cộng sản nó nói thôi mình không giành được cúp vàng thì mình cũng là quán quân. À, mình không có là quán quân thì mình cũng là á quân. Giống như hoa hậu vậy đó. Cho nên những cầu thủ đá banh này, đảng Mỹ Cộng sản nói rằng là dù sao cũng là á quân. Cho nên cho những người mẫu đeo những cái vương miện như là á hậu, á quân để mà ưỡng ẹo, đầy quyến rũ để cho những người cầu thủ ở trên máy bay. Mặc dù người ta có vợ, có con, nhưng mà những cô gái này cũng là ưỡng ẹo ở trên phi trường để mà ôm, để mà mò bác hồ của mấy anh này. Các bạn coi có nó quái đản hay không? Đó, ở trên đầu thì đội những cái vấn đề là kêu bằng là giống như là ngu ma dương vậy đó. Bắt đầu là kêu bằng là đón đội tuyển về. Mà các bạn thấy có khi nào mà quái đản vậy không? Đó, hình ảnh thầy ơi cho coi đó. Trời ơi chị ơi, chồng của em có vợ, có con hai đứa rồi. Mà bây giờ tự nhiên bây giờ đi về cho một cô gái bắt đầu là đưa hai trái bưởi và bắt hồ ra. Ở trên phi trường là đội trên đầu một cái sừng như là con yêu quái. Để mà bắt đầu là lót chào chồng em chị ơi. Đó. Con thấy quái đản không? Đó, các bạn coi nè, đó đây là những hình ảnh mà. Đó, các bạn thấy vui ghê không? À. Rồi bây giờ toàn bộ tiếp viên bắt đầu là cởi quần mẹ trơn. Sao không tuột mẹ nó quần ra luôn đi đưa bác hồ đi. Tuột mẹ nó đi. Mặc vậy làm chi vậy? Mặc vậy làm chi? Cởi mẹ hết ra đi cho rồi. Tất cả những người cầu thủ ngồi cười sặc sụa chị ơi, bởi vì cô tiếp viên đã ưỡng cái mông lên và đưa nguyên cái mu ra, bắt đầu là chô bắt hồ lên. Trời đất ơi, nó tục tiểu dễ sợ thiệt. Mẹ nó ra cầu thủ nó đá mệt, gặp tao, gặp Lisa mà lạng trai, Lisa cũng mẹ tham gia vào đội cầu thủ nữa. Dù cho đá thua về cũng là coi mẹ nó ra là kêu bằng là phim cấp 3 này. Trời ơi tục tiểu lắm chị ơi, mấy người cầu thủ còn trẻ tuổi thì bắt đầu là không dám nhìn. Nhưng mà cô này mỗi lần đi đến cái hàng ghế của những cầu thủ thì cô ưỡn cái ngực cô lên và cô nhô nguyên cái mông của cô ở nguyên cái bắt hồ, tức là nguyên cái mu lờ của cô ra mặt cho những người thanh niên coi. Các bạn coi khốn nạn ghê không? Trời ơi cái này gọi là khiêu dâm mà kêu bằng ở trên vi trường luôn đó. Cái gì mà kỳ cục tục tiểu vậy trời. À, mà khốn nạn dễ sợ thiệt á. Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, có cho chị cái video chị coi nữa kìa. Nhưng mà chị coi cái video chị mắc cỡ quá, chị không dám cho mọi người coi bởi vì nó tục tiểu quá trời. Trời đất quỷ mẹ ơi là trời. Tục tiểu không thể tưởng tượng được. Chị ơi, xăng dầu bắt đầu tăng lên nó móc túi người dân 3.300 tỷ đồng. Một người dân ngã vào dài cảnh sát giao thông ở Cà Mau. Chị ơi, nó quách người ta đã, nó người ta ngã vào chị à. Nó khốn nạn cái gì đó. Chị ơi, mùi thực phẩm của Tàu Cộng bắt đầu ào ạt tràn qua Việt Nam. Bắp đường của Tàu Cộng cũng tràn qua Việt Nam luôn chị ơi. Chị ơi, dân Việt Nam nó nuôi thằng đảng Cộng sản nó vỗ béo người dân mê vào bóng đá, bắt đầu chuẩn bị nó tăng lên hàng loạt những cái giá tiền bạc này chị ơi. Trời ơi khốn nạn quá chị ơi. Con cháu của thằng Hồ Chí Minh chị à, khốn nạn vậy, lố bịch vậy đó. Lố bịch vậy đó. Hello chị Lisa. Hôm nay tiếp tục có các tin kinh tế và chính trị quan trọng bên Việt Nam. Trước trận đá banh của đội U23 thì đã xuất hiện hình thằng Hồ Chí Minh
mới toan ở bên Tàu. Đây là bàn tay của tình báo Hoa Nam. Nó đã đem hình Hồ Chí Minh thật, chính là thiếu tá Hồ Quang, để mà nó đem ra tập cho người dân Việt Nam biết rõ là Hồ Chí Minh là người Tàu. Thằng tình báo Hoa Nam đã âm thầm dán trong sân vận động để cho người dân Việt Nam quen dần với hình thiệt của Hồ Quang thiếu tá, tức là Hồ Chí Minh. Theo hình này thì Hồ Chí Minh nhìn khác hẳn so với các hình Hồ Chí Minh do đảng đĩ Việt Cộng vẽ ra. Nhìn Hồ Chí Minh gian ác hơn, mập hơn và giống người Tàu hơn. Đây là hình thật của thằng Hồ Chí Minh. Còn hình mà do đảng đĩ Việt Cộng vẽ ra thì đây chỉ là một cái hình vẽ xạo. Mục đích của Tàu Cộng là muốn người dân Việt Nam chấp nhận sự thật Hồ Chí Minh là thiếu tá Hồ Quang, là một thằng Tàu. Rồi sau đó phải chấp nhận sáp nhập Việt Nam vô trong Tàu cho đúng với tư tưởng và di chúc của Hồ Chí Minh để lại. Sau vụ hình thiệt của Hồ Chí Minh thì Tàu Cộng sẽ bắt đầu tung thêm những thông tin khác về Hồ Chí Minh để khẳng định thằng Hồ Chí Minh chính là người Tàu, là Hồ Quang thiếu tá, là Hồ Tập Chương, để ép đảng đĩ Việt Cộng vào thế kẹt phải sáp nhập Việt Nam vào Tàu Cộng. Khốn nạn vậy. Nếu mà đảng đĩ Cộng sản không sáp nhập thì Tàu Cộng sẽ lấy cớ là đảng Việt Cộng đã không làm theo tư tưởng và di chúc của Hồ Chí Minh để lại, để mà dạy cho đảng đĩ Việt Cộng một bài học ăn cháo đã bát. Đây là thế thua toàn diện của đảng đĩ Việt Cộng. Vì đi đường nào thì đảng đĩ Việt Cộng cũng thua Tàu Cộng. Không sáp nhập thì bị đập, còn sáp nhập thì bị Tàu Cộng khống chế toàn bộ chính trị, kinh tế, quân sự và cả mạng sống. Hiện tại Tàu Cộng đang nắp một kho tư liệu về Hồ Chí Minh, cho nên Tàu Cộng sẽ dùng để mà uy hiếp đảng đĩ Việt Cộng khủng bố, ép đảng đĩ Việt Cộng khủng bố phải tiếp tục cho sáp nhập Việt Nam vào Tàu Cộng. Như vậy Hồ Chí Minh đang là lá bài tủ của Tàu Cộng để mà khống chế đảng đĩ Việt Cộng và sáp nhập Việt Nam từ từ. Vì vậy toàn dân Việt Nam phải xé bỏ hình tượng của Hồ Chí Minh nếu không muốn làm nô lệ cho Tàu Cộng. Các bạn thấy, ít có ai biết được là nó dán cái hình của thằng Hồ Chí Minh thật. Đây chính là hình của là thiếu tá Hồ Quang ở tại sân vận động Thường Châu ở bên Tàu Cộng, Trung Quốc. Các bạn coi khốn nạn ghê không? Các bạn nhìn cái mặt của thằng này và cái mặt của thằng Hồ Chí Minh thật ở bên Việt Nam, các bạn thấy nó khác một trời một vực không? Đây là hình thằng Hồ Quang thiếu tá người Tàu đó, thật đó. Các bạn thấy cái âm mưu chính trị nó ghê không? Đó. Nó là như vậy. Hình thiệt của Hồ Chí Minh đã được Tàu Cộng dán đầy ở trong sân vận động và những người dân Việt Nam qua cũng hơi ngạc nhiên, bởi vì nhìn hình của Hồ Chí Minh, họ cho rằng đây là hình của Hồ Chí Minh. Một em mà mang cái cờ máu lờ đi qua bên đây, bắt đầu là người ta sẽ phân tích, người ta nói cho nghe, đây là bác Hồ Quang. Bác Hồ Quang này là người của Tàu. Các bạn thấy khốn nạn không đó? Ai nói là không lòng chính trị vào? Mẹ nó lòng thấy rồi kỹ luôn chứ nó mà không lòng. Ở Việt Nam mà đã không có lòng chính trị vào thằng Tàu Cộng mà nó không lòng. Dân Việt Nam thì chửi các cầu thủ U23 Uzbekistan sau trận đấu vì quá cay cú, vì bàn thua phút cuối. Cả một bầy con cháu Hồ Chí Minh uống máu kinh đã bắt đầu vào Facebook của cầu thủ Uzbekistan để chửi rủa con người ta vì đã ghi được vào bàn phút cuối cùng. Sau đó thì cả bầy con cháu cầm băng rôn banner ra đường để tiếp tục chửi các cầu thủ Uzbekistan.
báo chí quốc tế đã ghi lại hết, cho nên đảng Đĩ Việt Cộng lại thêm một lần mang nhục với thế giới. Cai trị sao mà nó rừng rú Iran như là mẹ nó ra cộng sản. Tự nhiên người ta giành giải vô địch, người ta giành huy chương vàng, đưa nguyên một cái lũ trẻ trâu bắt đầu là cầm băng rôn ra chửi điệt mẹ con người ta. Trời ơi, nó nhục nhã vô cùng. Chơi dơ vậy đó. Hãy mà nó giành được cúp vàng thì không sao, mà người ta giành được cúp vàng thì bắt đầu nó đem băng rôn ra nó chửi bới con ta vậy. Mà ở Hiệp hội Châu Á người ta nói rồi, người ta nói với Lisa rồi, lúc đầu trước khi vào thi đấu mà nếu khiếu kiện không chịu thi đấu thì người ta đồng ý người ta quản thôi, nhưng mà không chịu cho quản, ngu mà lì đòi đá. Chắc là cũng do Lisa đó khiến cho như vậy đó. Lisa kêu cô hồn cắt đảng khiến cho như vậy đó. Cho nên mẹ nó kêu mày cương nha con, mày cương thì mày đi bác sĩ cường luôn nha con, tao cho mày bỏ tật mày cương. Hiệp đầu thì vô đá lẹ lắm, bắt đầu qua hiệp 2 rồi mẹ nó ra lạnh teo, mẹ bắt hồ trơn rồi chân run cầm cập rồi, bắt đầu là cứ thủ ở trong những đây là cung thành của mình, không đâu dám đá xa ra, sợ Uzbekistan mẹ nó ra nó chạy như bay, nó đá văng vô thủng lưới, cho nên cứ ôm kè kè trong cái thủ môn của mình, không tao nói ôm lại nhưng bày dịch vậy. Lạnh tao nói con nào con nấy, mẹ nó ra cú rủ ở trơn ướt nhẹp ở trơn rồi bỏ tật. Cộng đồng tị nạn ở Úc Châu đã phá được âm mưu phân phát cờ đỏ máu tháng của các lũ khốn nạn đảng Đĩ Việt Cộng nằm vùng ở tại Sydney. Cụ thể là vào ngày 27 tháng 1, 2018, trước khi trận đá banh bắt đầu, thì một nhóm Việt Cộng là lũ cô du con ông cháu cha hoặc là một lũ du học sinh ăn cứt gà đã nhận một sách cờ máu tháng của Việt Cộng và một bọc truyền đơn từ đại sứ quán của lũ khốn nạn đảng Đĩ Việt Cộng ở Sydney và âm mưu lợi dụng đá banh để phát cờ dán truyền đơn, nhưng chưa kịp phát hành thì bị cộng đồng tị nạn ở tại Úc Châu đã tịch thu sắp cờ và đạp lên, đái lên và xé truyền đơn đốt cờ của những đây là kêu bằng là lũ khốn nạn này. Cộng đồng người Việt tị nạn trên toàn thế giới phải đề phòng âm mưu lợi dụng thể thao để làm chính trị tuyên truyền của đảng Đĩ Việt Cộng, tặng nhiều cành hoa cho cộng đồng ở tại Úc Châu và sẽ gửi những cái giấy tờ lên thủ tướng và những đây là những nơi của Úc Châu, những thằng khốn nạn nào mà qua du học sinh mà nhận những cái âm mưu này giết chết không khoan, tức xuất về Việt Nam không có làm loạn ở bên đây, đây là những thành phần khủng bố. Ở Mỹ của Lisa bây giờ là phát cho mỗi người một cây súng, giống như là người dân được quyền mang súng theo người, ra ngoài đường mà thấy con chó nào mà bưng bô cho đặng hoặc là cộng sản hoặc là khủng bố là bắt chết mẹ mày liền, không có cho mày những lời như ngày xưa nữa. Thằng nào mà ngang ngang mẹ nó khủng bố mà cầm súng mà đúng đây là đụng ai cũng bắt hết trơn, nó là ở trên lộ bây giờ là người Mỹ ai ta cũng có súng thẳng cả mười, trong xe ta thấy là móc ra ta bắt tại chỗ chết liền, khỏi kêu tới cảnh sát, người dân ta ý thức nhiệt ở bên Mỹ này. Cho nên cái lũ mà con cháu thằng hồ cho mình uống máu kinh mà qua đây mà làm cái kiểu đó là rớt máu liền tại chỗ, rớt liền tại chỗ. Đảng Đĩ Việt Cộng đã đưa dàn người đẹp làm Đĩ ra tiếp đón đội tuyển U23 trở về. Những cô gái này chỉ mặc đồ lót và múa khiêu gợi để chào đón thủ môn cũng như là cầu thủ và hành khách. Đảng Đĩ Việt Cộng kêu gọi các cô không được quyền rửa bát hồ hai ngày trước đó, để rồi mặc bikini đi ngang qua cho bốc mùi cho mấy cầu thủ. Trời ơi là trời, nó tục tiểu vô cùng. Sao mắc cười. Em gửi chị cái bản tin mà chị làm chị cười chết được. Trời ơi chết. Chị ơi là chị, đây là âm mưu quảng bá tình dục của đảng Đĩ Việt Cộng để mà dụ Việt Kiều về quê ăn Tết.
bằng cách là nó kêu những cô người mẫu không tắm và cũng như là không rửa vệ sinh Bác Hồ 2 ngày để lên máy bay mặc toàn là bikini. Một số những người thanh niên cầu thủ đá banh U23 nói rằng các cô đi ngang bắt một cái mùi khâm khắp rất là khó quên, cho nên thậm chí những người đẹp này còn ngồi kế vào lòng của những anh cầu thủ 23 bốc mùi chị ơi. Các bạn thấy khốn nạn chưa từng có. Lisa cười chắc chết. Già không nhỏ, bỏ không tha luôn chị ơi. Con nhỏ này nó lại ngay cái ông bạc, vấn đề là bạc xeo của Hàn Quốc, để mà nó kế bên, nó đưa nguyên cái vú của nó cạ vào mình của ông già gần đất xa trời luôn chị ạ. À, trời ơi là trời, nhưng mà kỳ cục vậy, trời ơi nó nhục nhã quá trời vậy trời. Cười chết được. Sau trận thua của đội banh U23 thì Việt Cộng, tình hình khó khăn kinh tế đã bắt đầu nổ ra chị ơi. Đặc biệt là lạm phát phi mã ở tại Việt Nam sau trận mà đá banh ở tại châu Á U23. Giá tất cả những mặt hàng đều tăng vọt lên, từ gạo, thịt heo, thịt gà, rau cải, trái cây, củ kiệu cho tới cục than, cám heo cũng đều tăng giá lên. Đảng Đĩ cho rằng U23 đá trong thời tiết mà lạnh lẽo thì bây giờ kể như là giá cả các mặt hàng cũng tăng lên cho rét luôn người dân. Lạm phát được dự báo có thể tăng 15% chỉ trong dịp Tết Nguyên Đán Mậu Tuất này, nghĩa là giá mọi mặt hàng và dịch vụ đều tăng 15-25%. Trong khi đó thì thu nhập của người dân không tăng mà còn giảm, vì nhiều người không còn tiền ăn Tết, cộng thêm tiền hồ bị mất giá nặng nề, càng làm khổ cho toàn dân Việt Nam. Cho nên những trạm bót bắt đầu hăm he và bắt đầu tìm cách để mà moi tiền của cánh tài xế và người dân. Nền kinh tế Việt Nam đang bị lạm phát phi mã và lạm phát sẽ tăng tới qua Tết chứ không dừng lại. Lúc này toàn dân Việt Nam nên rút hết tiền trong ngân hàng ra và mua vàng, mua ngoại tệ để tránh lạm phát. Tết này người dân chỉ nên mua sắm thật tiết kiệm, chỉ mua những loại thực phẩm thiết yếu mà thôi. Giá thịt lợn, tức là thịt heo, tăng mạnh chạm 40.000 đồng một ký, mà người ta cho tôi biết rằng có thể từ đây tới Tết sẽ lên tới 50.000 một ký thịt lợn. Sau khi mà thịt lợn nó sụt xuống thì bây giờ nó đã lên tới 50.000 và có thể là 100.000 một ký thịt lợn. Nô nức nhổ củ kiệu để mà bán giá cao bởi thương lái Trung Quốc đã tràn qua và mua cả kiệu non. Giá gà cũng đang tăng mạnh lên, mỗi một ký gà bây giờ có thể dao động 80.000 cho tới 120.000 trong dịp Tết. Sau trận đá banh nào rồi thì tất cả hàng hóa đã phi mã và lạm phát tăng lên. Đảng Đĩ đã lừa bịp toàn dân tộc Việt Nam thành công, giả bộ ủng hộ U23 để rồi yêu đảng và yêu cầu đò máu tháng để thừa cơ hội mà cho tăng lên phi mã chị ạ. Tàu Cộng thừa cơ hội đá banh để mà bán đường độc hại vào Việt Nam. Tất cả những hàng hóa của Tàu Cộng đã ào ạt vào Việt Nam vào ngày hôm qua. Đây là loại đường bắp của Tàu Cộng mà là bắp biến đổi gen của Tàu Cộng chứ không phải là đường mía, nên cực kỳ độc hại cho sức khỏe. Bắp biến đổi gen của Tàu Cộng có thể thay đổi hormone của con người nên đã bị Mỹ và châu Âu cấm nhập khẩu. Nhưng mà Tàu Cộng vẫn đem bắp đó về để chế tạo ra đường,
đem qua bán cho Việt Nam nhằm đầu độc toàn dân Việt Nam và kiếm lợi nhuận trong dịp Tết. Loại đường bắp này nhìn giống y như đường cát trắng nên không thể phân biệt bằng mắt thường được. Ăn đường này vô thì nội tạng sẽ bị phá hủy, gen sẽ bị hủy hoại dẫn tới vô sinh, sinh con quái thai. Vì vậy lúc này toàn dân Việt Nam đừng ăn đường trắng và đường vàng mà chỉ nên ăn đường thốt nốt cho chắc ăn. Đường bắp của Tàu Cẩm đã tràn ngập tại Việt Nam gây hại cho con người tiêu dùng. Đây là hơn cả tấn đường mà báo chí nó cũng đăng lên. Các bạn cẩn thận đường bắp của thằng Tàu Cẩm nó tràn qua, để cho các bạn mua đi ăn đi rồi chết không hay nha. Giữa lúc làm phát tăng phi mã, hàng hóa độc hại của Tàu Cẩm thì tràn lan, lương tháng của người dân đi làm công nhân ở tại Việt Nam lại giảm chỉ bằng 1/12 các nước trong khu vực châu Á. Cụ thể là lương trung bình của người dân Việt Nam chỉ có 220 đô la một tháng tính trên đầu người. Có nhiều người không có số tiền này trong một tháng, trong khi lương trung bình của Á Châu là 2.648 đô la, cao gấp 12 lần của đất nước gọi là đất nước Việt Nam hoàng dinh tiến lên. Mức lương ở Việt Nam là thấp nhất tại châu Á hiện nay, thấp hơn gấp 5 lần ở bên Campuchia và thấp hơn 3 lần ở bên Lào. Với mức lương này thì người lao động Việt Nam chỉ đủ sống một tuần và an toàn là đồ độc hại của Tàu Cẩm. Cho nên lương tháng của lao động Việt Nam đã thấp hơn 12 lần so với khu vực. Các bạn thấy khốn nạn. Đây là sự thống kê của hiệp hội, của vấn đề là ở tại, vấn đề là Liên Hiệp Quốc. Người ta cho biết như vậy. Bởi cho nên các nước ào ạt qua Việt Nam để mà dùng công nhân Việt Nam mà. Rẻ quá. Gặp Lisa là chủ hãng, Lisa cũng qua để mà đầu tư, để mà bóc lột. Bởi vì quá rẻ. Trời ơi, một tháng mà làm có 220 đô bằng Lisa đây làm chưa đầy 2 tiếng. Chỉ có 2 tiếng đồng hồ thôi là có thể làm được cái 200+ đồng một tháng. Các bạn thấy ghê không? Tàu Cẩm lợi dụng lúc người dân Việt Nam mê coi đá banh để mà thâu tóm 246 lô đất ven biển Đà Nẵng và cả vùng biển ở Quảng Nam. Tàu Cẩm âm thầm sử dụng người Việt Nam để mua tới 246 lô đất ven biển Đà Nẵng. Đây là vùng đất nhìn ra biển, có thể quan sát được căn cứ hải quân nước mặn và sân bay quân sự Đà Nẵng. Vùng đất này cũng rất thuận lợi cho Tàu Cẩm đưa quân vô Việt Nam khi có chiến tranh xảy ra và chiếm luôn căn cứ hải quân và sân bay quân sự nằm ngoài Đà Nẵng. Ngoài ra Tàu Cẩm còn sử dụng người Việt Nam để mua hết đất ven biển Tam Thanh ở Quảng Nam. Tàu Cẩm sử dụng tới 30 người Việt Nam để đi mua đất và đứng tên sở hữu. Hiện tại thì các lô đất ven biển Đà Nẵng, Quảng Nam đã lọt hết vào tay của Tàu Cẩm. Thông tin nóng vụ người Trung Quốc bí mật mua đất ở Quảng Nam đã được đăng lên những tờ báo ngày hôm nay. Các bạn thấy không? Tới bây giờ nó mua xong xuôi rồi, chứng nhận giấy tờ cho nó rồi thì mới phát hiện ra được, mới đăng lên trên báo. Tụi bay đăng lên báo mà tụi bay tịch thu thì coi chừng nó qua nó dạy cho tụi bay một bài học. Đọc tại là nó như vậy. Tờ báo Người Lao Động cũng đã đăng lên người Tàu Cẩm, người Trung Quốc đã mua 265 lô đất vàng. Các bạn thấy khốn nạn hay không? Đây là tờ báo Người Lao Động ở trong nước đó, chứ không phải giỡn mặt đâu. Bạn thấy khốn nạn hay không? Tới bây giờ mà phát hiện được là xong rồi. Bây giờ là nó xây dựng như vậy là xong luôn rồi. Đâu còn gì của Việt Nam nữa đâu.
Đây là những cái vấn đề là kêu bằng là công ty mà đồ sộ, nó mua đất rồi nó xây lên những cái biệt thự, những cái khách sạn để mà đón du khách của tàu cầm qua Việt Nam. Bây giờ phát hiện rồi, nó xây lên như vậy rồi, thì bây giờ tiền bạc nó đổ vô, bây giờ nó đem qua chỉ có 1 triệu đô la, nó khai khống lên là nó đổ vô 10 triệu. Thằng Đảng Đĩ bây giờ không cho tao phải không? Được, không cho tao cũng không sao hết trơn. Trả tao 10 triệu đây, tao không cần, tao đi về. Thằng Đảng Đĩ bây giờ thế rồi. Thậm chí nó bỏ không tới 1 triệu nữa, nó mới làm những cái nền nắm móng như thế này làm gì tới 1 triệu. Mà nó khai ra nó mua đất rồi kia, rồi nó đi ra, nó bỏ công an nó là 10 triệu. Bây giờ muốn tao không làm là trả tao 10 triệu hoặc là 100 triệu luôn. Có thể nó ăn gian lên, nó kêu trả 10 tỷ luôn. Thằng Đảng Đĩ bây giờ đang phá sản tiền bao trả. Cho nên đành ngậm bồ hòn thôi. Đành ngậm bồ hòn thôi. Chị ơi chị, hết giờ rồi, ok. Thời gian không cho phép. Lisa hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Khai Dân Trí vào ngày mai. Nếu mà vào được cái nick của em Đậu Phụ. Còn nếu không vào nick của Đậu Phụ, không vào được nick của em Jenny, thì Lisa cũng tiếp tục ở cái nick của em Hoàng Kiều Linh. Cảm ơn em Hoàng Kiều Linh cho chị mượn cái nick. Thân ái, chào quý vị và các bạn thân mến. Bye bye.